Hello anh em mình nha. Hôm nay mới về một con đời 27 zin 3 nút nha anh em. 27 zin 3 nút, dàn chân siêu vip luôn. Đây. Đó. Rồi giờ để thử máy cho anh em xem nha. Biển số nó đi là 3 số 2, xe Thái 1747 nha. Bằng đứng hướng lúa nó còn ok lắm anh em ơi. Rồi vô hàm vô bồn đi. Vô hàm vô bồn. Lắc cái máy qua đây các anh ơi. Lắc cái máy qua đây nè. Vô hàm vô bồn đi. Rồi đây. 2017 zin 3 nút. 1747 Thái Lan luôn nha. Xe đời H luôn nha anh em. 1747 nè. Đây xe đời H luôn nha. Xe H luôn nha anh em ơi. Rồi chạy đi anh ơi. Chạy qua đây đi. Rồi đây, thử số cho anh em xem nha. Đó, đang đẩy tầng H xuống, hộp số em luôn nha. Rồi ghé đi anh ơi. Bữa giờ lên video đều lại cho bà con mình xem mới được nha. Rồi tới đi. Đây, 1747 Thái zin 3 nút. Ôi. Rồi đem mở nắp này ra cho bà con mình xem nha. Đây, đây. Cu ly cu go bên trong nha. Vết thùng đồ còn oxy kê lắm anh em ơi. Đây. 1747 Thái xe này giá mềm cho anh em mình xài nha. Zin 3 nút mà chỉ 300 nhú thôi nha anh em. 300 nhú rồi. Đây. Rồi, dỡ hàm lên. Rồi vô tắt đi, để tôi chui vô trong cái. Đúng rồi tắt máy luôn đi. Rồi đầu tiên gỡ dàn chân bên đây trước nha. Để chân bên đây nhìn qua đây. Ở trong nó còn nước sơn luôn kìa. Cái này bây giờ ở đây dính phèn nè, một hồi tẩy con cái là bán thêm 10 triệu nữa nha. Tẩy phèn là đẹp là tăng giá 10 triệu nữa nha anh em. Đó, nói chứ giỡn thôi. Tẩy ra sạch sẽ cho anh em mình dễ coi nha. Đây bằng đứng hướng lúa đây anh em nhìn là đủ hiểu rồi nè. Bằng đứng hướng lúa mới liếm nhẹ nước sơn. Hớt thùng rồi còn dày đẹp. Động cơ 1747 chữ Thái luôn nha. Đó. Động cơ này hồi nữa để tẩy rửa một cái, tại mới về mà chưa có tẩy gì hết. Đây, dàn chân bên trong. Rồi đây gửi tới bà con cái vách hàm phía sau nha. Đây vách hàm. Rồi để chui vào hộp số với lại quay cái bông cuốn cho bà con coi nha. Đây bông cuốn đây. Bông cuốn này còn cỡ 8-9 nút luôn, không móp chỗ nào hết. 8-9 nút không móp chỗ nào nha. Rồi chui vô hộp số này, quay cho bà con xem mới được đó. Coi giùm em coi zin không bà con. Đó coi giùm em coi. Đó này tẩy phèn ra cái là mới còn gì bằng bà con. Động cơ đời 2017 nha. Đó. Đây, thấy thời đó 2017. Thấy không? Thấy không? Đây ở dưới hàm băng tải đây. Máy là quá chất chơi người dơi luôn rồi bà con ơi. Để lên cabin quay bật đồng hồ lên nhiêu giờ rồi anh? Bật đồng hồ lên nhiêu giờ rồi? 2004 giờ nha, 2004 giờ chuẩn nha bà con ơi, chuẩn chỉ 2004 giờ nha. Rồi ok, bác nào thích thì cứ nhấc cái máy lên liên hệ cho em nha. 0965566557. Công ty em ở Long Hồ Vĩnh Long nha bà con ơi. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều. Đây, quay lại cho bà con coi nè. 1747 Thái, zin 3 nút quá chuẩn.